Đây, rồi à, chủ đề ngày hôm nay chia sẻ với các bạn đó là tăng cân trong năm đầu đời của trẻ tăng cân như thế nào là bình thường như thế nào là ít cân quá như thế nào là nhiều cân quá ở mốc nào thì chúng ta cần đưa em bé đi thăm khám bác sĩ à, bác sĩ sẽ giải đáp với các bạn trong cái phần đầu tiên của buổi live stream ngày hôm nay mỗi một em bé sinh ra các bạn biết là nó sẽ có cái mức cân khác nhau hiện nay cái mức cân thông thường mà dao động khi em bé của chúng ta sinh đủ tháng đủ ngày tức là trên 38 tuần ấy nó rơi vào cái khoảng từ 3 cân đến 3 cân rưỡi tính theo cái vóc dáng cái tầm vóc của người Việt Nam của người châu Á thì cái cân nặng của trẻ sinh ra lý tưởng nhất bây giờ nó nằm trong cái khoảng tầm từ 3, ,3 cân 3 đến 3 cân rưỡi có một số em bé nó sẽ nhẹ cân hơn có một số em bé sẽ nhiều cân hơn Uh, khi mà nhẹ cân thì có những cái vấn đề sức khỏe kèm theo trong một số trường hợp hay gặp phải. Ví dụ như là sinh non thì em bé có thể nhẹ cân. Còn một số trường hợp thì gặp những vấn đề trong quá trình thai nghén như là uh, các cái vấn đề liên quan đến bánh rau, canxi hóa bánh rau hay bong tóc uh, uh, tách bánh rau. Rồi uh, cái vấn đề sức khỏe của người mẹ nó sẽ hưởng đến cân nặng của con. Còn một số em bé thì tăng cân tốt hơn hoặc do cái chế độ ăn của mẹ. Chế độ ăn của mẹ, mẹ tăng cân cũng nhiều, con cũng tăng cân nhiều à, Trong một số trường hợp thì nó liên quan đến một số bệnh lý khác Cũng làm con của chúng ta nặng cân nhiều cân hơn như là tiểu đường thai kỳ Thì chúng ta sẽ đi theo những cái theo dõi của bác sĩ rồi Mình chỉ nhắc lại tức là à, các bạn nhớ cái mốc xem xem bây giờ Con sinh ra trong khoảng từ 3 cân đến ba cân rưỡi, ok, ok rồi à, Mức cân ổn định rồi à, Chúng ta sẽ theo dõi cân nặng của em bé tăng qua các tháng 3 tháng đầu tiên sẽ là thời kỳ mà con của chúng ta tăng cân nhiều nhất 3 tháng đầu tiên tăng cân nhiều nhất Mức tăng cân trung bình lý tưởng phù hợp là từ 800 đến 1.200 gram trên một tháng Các bạn nhé từ 800 đến 1.200 gram trên một tháng Vì sao có cái con số theo cái kiểu mức như thế này Bởi vì nó sẽ liên quan đến gọi là Sự tăng cân của em bé và sự phát triển đồng đều của các cơ quan khác à, Tăng ít cân quá thì chúng ta phải xem xét xem là Lượng sữa cho con có đủ hay không Tăng nhiều cân quá chúng ta cũng phải xem xét chúng ta có cung cấp quá nhiều đồ ăn cho em bé quá nhiều sữa cho con hay không tăng ít cân hay tăng nhiều cân đều không tốt với em bé à, tăng từ 800 đến 1.200g trên một tháng trong 3 tháng đầu là mức cân nặng lý tưởng nếu con của bạn trong 3 tháng đầu tiên này mà tăng ít hơn 600gram trên một tháng 600gram ít ít hơn ít hơn 600gram trên một tháng thì các bạn cần tư vấn bác sĩ nếu con của các bạn trong 3 tháng đầu tiên này cũng tăng nhiều hơn 1.500g trên một tháng, các bạn cũng cần tư vấn bác sĩ. Nó sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Thông thường thì đúng là khi con mà tăng ít cân thì bố mẹ sẽ xuất ruột và gặp cho con gặp bác sĩ sớm hơn. Nhưng mà khi con tăng nhiều cân thì bố mẹ không cho rằng đấy là một vấn đề nghiêm trọng. Và thường có câu nói với nhau rằng đó là con bụ sữa thôi, không vấn đề gì sẽ có uh, một số ít những em bé ví dụ như là khi em bé sinh ra thể trạng ban đầu đã khá ví dụ ba cân bảy hay là bốn cân sau đó là những cái mức mức ăn và mức tăng cân của hàng tháng của em bé nó với theo cái kiểu một cân hai một cân rưỡi như vậy thì nó không có những cái ảnh hưởng gì nhưng những em bé mà sinh ít cân đặc biệt là sinh ít cân sinh ba cân hay sinh dưới ba cân mà những cái tháng đầu tiên nó có thể tăng theo cái kiểu mà cân rưỡi trở lên thì phải tầm soát vì nó sẽ liên quan đến cái kiểu là ăn quá nhiều lượng ăn, ăn quá nhiều lượng sữa so với cái sức ăn của em bé nó tăng những cái nguy cơ là cái dạ dày của em bé nó giãn quá mức, nó giãn quá mức và nó dễ hình thành những cái một trong những cái bệnh lý điển hình của em bé đằng sau đấy mà con có thể dễ mắc phải đó là trứng trào ngược dạ dày thực quản sinh lý. Có nhiều em bé uh, thời kỳ bú sữa không trào ngược, không thấy nhiều nhưng đến lúc ăn dặm nó lại tự nhiên nó trào ngược ra, nó bị trào ngược rất nhiều mặc dù cái lượng ăn không hề nhiều mặc dù cái lượng ăn không hề nhiều đó là hay gặp ở tình huống những em bé gọi là thời kỳ đầu bú sữa bú rất nhiều bú nhiều quá bú nhiều hơn so với khả năng ăn của em bé nhưng bởi vì sữa nó dễ tiêu hóa hơn nên cái biểu hiện trào ngược nó không ra rõ hơn đến cái thời kỳ mà ăn dặm rồi lượng sữa vẫn ăn bằng đấy xong cộng thêm đồ ăn đồ ăn nó khó tiêu hơn nó ở lại trong dạ dày lâu hơn nên con dễ bị trào ngược ra ngoài mà cái trào ngược thì nó kèm theo rất nhiều vấn đề như mình nói với các bạn ở nhiều cái live stream rồi có thể tăng nguy cơ các cái bệnh lý về mũi họng viêm đường hô hấp trên tái đi tái lại nhiều lần liên quan đến trong ngực rất nhiều có những em bé nặng nề hơn thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là có thể sặc vào trong đường thở gây viêm phế quản viêm phế quản phổi À, và sẽ có rất nhiều em bé trao ngược sau một thời gian thì cái cổ họng nó bị tác động bởi dịch vị axit của dạ dày nó gây ra viêm có đờm ở cổ họng bị khàn tiếng bị ho ho nhiều về đêm về sáng và em bé lười ăn dần nên chúng ta cũng phải chủ động cái vấn đề đấy của con luôn chứ không không đi theo cái tình huống như kiểu như thế này là cứ cho nó bú thân nhiều vào thời kỳ đầu nó bụi sữa thôi mấy nữa nó không tăng đâu cái kiểu tăng như vậy nó không phù hợp với sự phát triển của em bé và nó hay xảy ra cái tình huống gọi là còi xương thể bụ ở con à, tăng cân thì tăng nhưng mà cái xương nó không phát triển các bạn thấy là chiều cao thì tăng chậm cân nặng thì tăng rất nhanh không có sự tương ứng giữa cân nặng và chiều cao tức là các cái cơ quan khác nó không kịp phát triển theo nó không tốt cho em bé nên để khắc phục cái tình trạng này là các bạn phải kiểm soát cái lượng ăn của con kiểm soát như thế nào như thế nào để không nhiều quá không ít quá thế nên người ta mới nghĩ ra cái câu chuyện đó là à, lựa lựa theo cữ theo giờ để cho con ăn à, tức là khi con của bạn sinh ra như vậy trong tháng đầu tiên là xem xem khoảng 2 tiếng đồng hồ em bé sẽ ăn một lần Hai tiếng đồng hồ em bé sẽ ăn một lần. À, có thể là cái lúc mà trong tháng đầu tiên ý, nó còn ăn uh, ngủ được lâu hơn, khoảng 3 tiếng mới dậy ăn một lần, xong lại ra tháng nó lại hay quấy hơn. Nó có cái tình trạng mà con cứ hay có cái tỉnh này hay quấy khóc này, hay giật mình, hay vặn vẹo, hay chơi sữa, hay xì hơi, hay giật mình, ngủ không sâu giấc. Nên đâm ra ra sang tháng thứ hai rất nhiều bạn bắt đầu hình thành cái thói quen bú vặt cho con. Nó theo cái kiểu là cứ con khóc thì lại cho bú để em bé nín đi. Và từ đây nó hình thành thói quen ăn vặt của con. À, cũng có hai chiều hướng có những em bé là nó ăn liên tục ăn liên tục nhưng mà cái sức mút của nó này rất mạnh à, tức là nó mút sữa rất nhanh nó dù ăn thời gian ngắn thôi nhưng lượng sữa nó vẫn được nhiều thì những em bé này nó tăng cân và nó có xu hướng thừa cân còn những em bé uh, bú nát 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 nhất mà cái sức bú nó không khỏe thì nó sẽ đến cái pha đó là bị chậm tăng cân lại của em bé nên ngay từ đầu chúng ta luyện theo cái kiểu là ướm ướm giờ để cho em bé ăn không lý giải tất cả các cái tiếng khóc của con thành uh, việc con bị um, đói thì chúng ta sẽ khống chế được nước ăn của em bé tránh ít quá hay nhiều quá vì cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra là con nó cứ bú năn nhắc chút một chút một bạn thấy là con bú suốt ngày cứ tiếng hơn tiếng em cho em bú bé bú một lần nó cũng bú suốt nó cũng chẳng đòi bú cứ một tí tí chơi một tí một tiếng em thấy con nó cũng bú suốt ngày mà sao nó không tăng cân vì nó nằm ở cái cách cho bú là cách cho bú cái câu chuyện vì sao con bú mẹ nhiều mà vẫn chậm tăng cân nó là cái kiểu như vậy là bú rất nhát bú không được sữa. À chúng ta không tính được cái lượng sữa của con, chúng ta không kiểm soát được. Nên nhắc lại với các bạn trong 3 tháng đầu tiên cân nặng của em bé tăng từ 800 đến 1.200g nếu trong 3 tháng này tăng ít hơn 600gram một tháng các bạn cần đem em bé gặp bác sĩ hoặc tư vấn với bác sĩ để tìm các cái giải pháp cho con nếu em bé tăng trên 1.500g một tháng các bạn cũng nên liên hệ với bác sĩ để chúng ta xem xét vấn đề của con tăng ổn không chiều cao có sự cân ứng không nó hợp với lại cái gọi là cái tầm vóc của em bé ngay từ đầu không để chúng ta có kế hoạch ngay từ đầu cho con ví dụ ít cân quá hay nhiều cân quá đều không tốt đối với em bé À, cái câu chuyện gọi là cái quẳng cái cân đi không cần quan tâm đến cân nặng của con Thực ra mục đích chính khi đưa ra cái slogan này là muốn bảo các bạn đó là Không bắt buộc các bạn phải nuôi con để nó thật béo lên, nó thật tăng nhiều cân lên Đấy mà à, Nhưng các bạn lại hiểu nhầm Để dành cho nhiều bạn theo kiểu là Cứ miệng thì con khỏe này, con không ốm này Con hoạt động nhanh nhẹn là được Còn nó tăng cân được bao nhiêu thì nó tăng không được Các bạn không bỏ bơ như vậy được Không được làm như vậy à, Trong ba cái tháng đầu tiên chẳng hạn Con nó không ốm Bởi vì sao? bởi vì nó nhận được kháng thể từ mẹ ví dụ như là uh, kháng thể mẹ truyền cho con trong quá trình mang thai kháng thể mà con nhận được từ cái dòng sữa non đầu đời mà con bú mẹ sữa non đấy nên là trong 3 tháng đầu nó ít ốm hay sáu tháng đầu nó ít ốm uh, và nó còn ở trong nhà là không tiếp xúc với nhiều mầm bệnh ở bên ngoài chúng ta cũng chú ý hơn trong vấn đề chăm sóc nó giữ vệ sinh nên là không bị ốm chứ không phải là sau đấy sau đấy khi mà cái tầm vóc nó không phát triển được thì cái cả cái cái cái, cái cơ quan đề kháng cái sức miễn dịch của em bé nó sẽ bị ảnh hưởng chứ nên phải cần quan tâm đến vấn đề cân nặng của con quan trọng là không phải nuôi nó để nó thật béo thật mũm mịn lên mà phải kiểm soát xem cân nặng của con nó ở tầm như thế nào để chúng ta có cái phương án điều chỉnh kịp thời à, thông thường thì các bạn bây giờ hiện tại là nhiều bạn cứ phải đi đi tốt nhất với em bé thực ra là hai tuần các bạn cân cho con một lần à, còn nếu không thì cũng phải một tháng là cân một lần bây giờ thì hầu như các bạn mới chỉ cân em bé theo cái um, là gì cân theo đi tiêm phòng lúc đi tiêm phòng thì cân bởi vì rất nhiều lúc mình hỏi các mẹ là cân nặng của con như thế nào thì các bạn bảo là um, là 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 em chưa đi tiêm nên chưa biết được thực ra mua một cái cân nó không quá nhiều tiền mua một cái cân nó không quá nhiều tiền thay vì những cái loại thuốc bổ mà các bạn được quảng cáo là này kia chưa rõ ràng mà các bạn mua cho con hiệu quả trên đâu thì chưa biết thì các bạn dùng cái tiền đấy các bạn mua cho mình một cái cân ở trong nhà sẽ tốt hơn một cái cân và một cái thước dây để 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 theo dõi cân nặng và chiều dài của em bé qua các tháng. Chúng ta cần thiết cái việc này. Rồi, 3 tháng đầu tiên. 3 tháng tiếp theo, 3 tháng tiếp theo không tăng cân nhiều nữa. Tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 cân chững lại. Nó chỉ tăng trung bình khoảng 600 g đến 800 g một tháng mà thôi. 3 tháng tiếp theo, tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 tăng uh, từ 600 đến 800 g một tháng. Đặc biệt có cái tháng thứ 4 có em bé thì là tháng thứ ba có em bé tháng thứ tư có em bé tháng thứ năm cái tháng mà nó rơi vào cái khung người ta gọi là tuần quân đô cái tuần quấy khóc của em bé cái tuần biến ăn sinh lý cái tuần mà phát đơn, bắt đầu phát triển các cái mốc vận động như là con tập lẫy tập lật nó tăng rất ít cân nên là các bạn có thể thấy là ba tháng đầu đang tăng cân bình thường tự nhiên đến một cái tháng nó chỉ tăng khoảng 4 đến năm trăm gram sau những tháng thứ năm thứ sáu tháng sau nó sẽ tăng trở lại thì các bạn tính trung bình cho cả ba tháng đấy tăng từ 600 trăm đến tám trăm gram là hiệu quả là ok tức là việc ăn uống của chúng ta đúng rồi ok rồi Tiếp theo thì từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12 Đến thời kỳ ăn dặm Đến thời kỳ ăn dặm Thời kỳ ăn dặm em bé của các bạn uh, Sẽ tăng cân thêm khoảng từ 400 đến 600 gram trên một tháng Đấy, 400 đến 600 gram trên một tháng uh, Cứ nói những cái mốc mốc như thế này Thì sẽ gây khó khăn hơn cho các bạn trong vấn đề nhớ Thế nên mình đưa cho các bạn một cái mốc um, Dễ nhớ nhất đây này khi mà con được 5 tháng tuổi thì cân nặng ít nhất là phải tăng gấp đôi lúc sơ sinh. Tức đấy là mốc thấp nhất rồi nhá. Mốc thấp nhất là khi con được 5 tháng tuổi, cân nặng của em bé phải tăng gấp đôi lúc sơ sinh, còn thông thường, thông thường lúc 3 tháng tuổi là cân nặng của con phải tăng gấp đôi lúc sơ sinh, đấy là một em bé phát triển bình thường. À, bạn tính cho mình mỗi em bé phát triển bình thường à, theo kiểu gọi là ăn uống đủ nói chung bình là tăng xem xem khoảng một cân một cân trong 3 tháng đầu ấy. nên là trong 3 tháng đầu tiên cân nặng của em bé trung bình phải tăng khoảng gấp đôi lúc sơ sinh còn ít nhất thì phải đạt được mốc đó là tăng à, gấp đôi cân nặng lúc sơ sinh lúc 5 tháng tuổi à, khi em bé được một tuổi cân nặng ít nhất là tăng gấp 3 lần lúc sơ sinh còn những em bé mà uh, lý tưởng hơn thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 9 tháng, 10 tháng là cân nặng nó tăng gấp 3 lần sơ sinh rồi, còn thấp nhất là 12 tháng tuổi. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng với một em bé trung bình sinh là 3 cân đến 3 cân 3, ở em bé gái lúc 1 tuổi cân nặng của nó sẽ rơi vào khoảng 8 cân 8 đến 9 cân 3, chiều dài là khoảng 74 đến 76 cm. Một bé trai uh, khi 1 tuổi, cân nặng lúc sinh tầm khoảng 3 cân và 3 cân 3 thì lúc mà con ừm um, một tuổi nó sẽ rơi vào cân nặng tầm khoảng 9 cân 2 đến 9 cân 7 à, và chiều dài từ 75 cho đến uh, 77 cm đấy là nó đủ tiêu chuẩn tiêu chuẩn thấp nhất mà con cần phải đạt được à, trên mạng còn có những cái bảng các bạn biết là các cái tài liệu mà các bạn học các bạn xem về vấn đề dinh dưỡng của con nó đều có cái um, uh, bảng theo dõi các bạn bảo cách xem bảng đấy như thế nào nó có những cái khoảng À, khoảng cái đường trung bình ở giữa và hai bên trên là khoảng trừ 2 SD trong khoảng trừ 2 SD đó nó khoảng nguy cơ còn ngoài khoảng trừ 2 SD thì nó sẽ thành là thừa cân béo phì hoặc là suy dinh dưỡng các bạn nhìn cái bảng cho mình rất tiếc ông này mấy nhà mình nó hỏng rồi mình không xấu cho các bạn xem cái đấy được Thế các bạn đều biết là cái bảng này nó có cái bảng để các bạn vẽ vẽ và các bạn theo dõi à, đôi lúc thì nó không thể nằm à, Các bạn sẽ thấy cái này, biểu đồ cân nặng của con nhà bạn Nó có thể không trúng vào cái đường màu hồng hồng ở chính giữa đâu Nó có thể ở trên hoặc ở dưới xảy ra cái đấy là bình thường miễn sao các bạn quan sát cho mình các bạn thấy là cái đường biểu đồ của con nó đi lên đi lên đi lên có, có, cái giai đoạn nó hơi ngang một chút Nhưng nó đừng chúc xuống là được à, chúng ta phải theo dõi cái biểu đồ tăng cân của con mình để chúng ta xem xét à, với uh, nhắc các bạn thêm một vấn đề này nữa để tránh nhầm lẫn này ví dụ như một em bé lúc sinh 2 cân 8 hay ba cân và một em bé lúc sinh 3 cân rưỡi ba cân 6 chắc chắn là mốc cân nặng của em bé lúc 3 tháng nó sẽ khác nhau rồi và các bạn cũng không thể áp vào theo cái bảng À, chỉ số chuẩn mà các bạn xem ở trên mạng được nên đây chúng ta phải tính xem là con nó tăng bao nhiêu cân và so với cái lúc sinh ra nó tăng như thế nào vì sau khi tư vấn các bạn mình luôn hỏi là sinh ở tuần thứ bao nhiêu à, sinh được bao nhiêu cân bây giờ được bao nhiêu cân nó phải gọi là so sánh với con số lúc sinh ra của con chứ không phải là chúng ta áp vào cái bảng áp vào cái bảng nghèo đơn giản quá đấy là cái cân nặng của em bé mình nhắc lại cho các bạn nhé đó là trong 3 tháng đầu đời em bé sẽ tăng từ 800 đến 1.200 g trong một tháng ok bình thường nếu tăng ít hơn 600 g hãy tư vấn bác sĩ nếu tăng nhiều hơn 1.500 g hãy tư vấn bác sĩ trong khoảng tháng thứ tư thứ năm thứ sáu tức là 3 tháng tiếp theo em bé cũng tăng từ 600 đến 800 g trên một tháng nếu tăng ít hơn 400 g hãy tư vấn bác sĩ còn hơn 800 g thì tốt không vấn đề gì à, em bé trong giai đoạn từ 7 tháng đến 12 tháng tức là lúc bắt đầu ăn dặm thì nó sẽ tăng trung bình từ 400 đến uh, 600 g trên một tháng nếu mà nó tăng ít hơn 200g trên một tháng Hãy tư vấn bác sĩ để xem xét vấn đề của con Để xem có những cái điều chỉnh kịp thời điều chỉnh kịp thời. Trong quá trình nuôi con các bạn sẽ có thể thấy là nó sẽ không đều đều nhau, không phải tháng nào nó cũng trả ra cho bạn là 400, 500 hay 600 g gì. Nó sẽ có những cái giai đoạn liên quan đến cái bình ăn của em bé có thể tháng này nó chỉ tăng 200 g, trong tháng sau mọi thứ nó ổn hơn nó tăng nó lại tăng 600 hay 800 g. Cái này dễ xảy ra đối với em bé bình thường. Hoặc có những cái giai đoạn theo kiểu là Ừm um, một vài tháng nó chững cân nó không tăng cân mà nó chỉ tăng chiều cao thôi sau đó nó mới sẽ tăng tiếp thì những cái này các bạn các bạn sẽ à, tư vấn với bác sĩ được giải đáp về vấn đề bình thường hay không bình thường của con mình quan trọng nhất là các bạn theo dõi cho mình trong 6 tháng đầu đời hoặc là 3 tháng đầu đời con nó phải tăng cân đều đặn nhất Tăng cân đều đặn nhất vì đấy là cái lúc mà con tăng được tốt nhất nếu 3 tháng đầu đời mà cân nặng nó tăng không tốt là các bạn phải xem xét ngay gần đây thì chia sẻ với các bạn nhiều sẽ thấy có một cái lý do làm cho con trong khoảng tự nhiên tháng thứ nhất tháng thứ hai mà tăng thì tháng thứ ba mà không tăng thì nó hay gặp với tình huống một là trào ngược làm em bé lười ăn đi không ăn nữa và thứ hai là quá tải đường lacto sau đó bất dung nạp đường lacto con vẫn ăn được nhiều nhưng không hấp thụ được dinh dưỡng nên không tăng cân nên các bạn theo dõi cân nặng của em bé theo tháng, còn tốt hơn là 2 tuần một lần cho mình để kịp thời phát hiện những cái vấn đề về sức khỏe của em bé. À, bởi vì đôi lúc ví dụ các bạn nhìn phân, các bạn nhìn các anh các bạn không thể đánh giá được ngay là con có vấn đề gì hay không. Nhưng cái cân thì nó biểu hiện chỉ số rõ ràng ra rồi, thì các bạn có thể thấy là nếu nó ăn uống bình thường, nó tiêu hóa bình thường, nó phải tăng cân, nó phải trong cái giới hạn bình thường, nó ít hơn hay nó nhiều hơn, tức là nó có vấn đề rồi và chúng ta cần gặp bác sĩ để giải quyết sớm cho con. Càng sớm thì cái vấn đề nó phát hiện ra càng sớm và chúng ta khắc phục cho con nó càng dễ hơn. À, rồi, thế là chia sẻ với các bạn à, ngắn gọn một chút thôi về cái vấn đề tăng cân của em bé.